Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Adam Real, nhịp cầu đầu tư nhà đất Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thì hôm nay thì Adam đi qua quay một cái rẫy để giới thiệu cho mọi người. Thì nhưng mà đi qua cái vườn này thấy nó đẹp quá thì Adam quay quay cho mọi người xem. Đây là một cái vườn nó cũng nằm ven suối. Mọi người thấy đây là cà phê ở đây thì nó đang sắp chín rồi đây mọi người, sắp chín rồi. Cà phê đây thì được gọi là cà phê xứ lạnh đấy mọi người. Wow, cái cây này chín đỏ đẹp lắm mọi người, quay cho mọi người xem. Đó, cây này chín đỏ đẹp đấy, chín đỏ, chín đều ghê đó mọi người, thấy không? Wow, nhìn dễ thương luôn á. Đây là cái cà phê ở đây đó, là cà phê xứ lạnh nha. Cà phê nhưng mà trồng ở xứ lạnh. Đó, chín đều và đỏ đẹp ghê á ta. Rất đẹp luôn mọi người này. Không, để tí nữa phải gặp chủ nhà hỏi thử xem là cái giống gì á, họ trồng cái giống gì mà thấy nó chín đều ghê á. Rất đẹp luôn, ăn thử có ngon không? Ngon. Nhưng mà không phải là cái giới thiệu cái vườn cà phê cho mọi người đâu mọi người. Mà là cái vườn đây mọi người. Đó. Đây, quay cho mọi người mấy cây ở đây. Đó, mọi người đã thấy không khí của chúng ta chưa? Không khí Tết rồi đó. À, không khí của Tết. Và đây là những cây giới thiệu cho mọi người. Đây là những cây gọi là những cây quýt Tết được trồng ở trên trên cao nguyên Con Hà Nừng. Đó. Quýt Tết trồng được cây. Wow, những cái quả quýt này rất to nha. To nhưng mà không bao giờ xốp nha. Quýt này thì không xốp. Những cái quả như này thì ít nhất cũng phải 3 lạng, 3-4 lạng. Khoảng 3 lạng. Đó, quả quýt rất là sai luôn. Một vườn quýt luôn nha mọi người, rất đẹp này. Để Adam đi quay cho mọi người xem. Đó. Ok luôn, đây là chắc là được cắt rồi này. Vừa rồi thấy người ta cũng bán nhiều rồi. Đó, cái cây này sai này. Cây này sai này mọi người. Đó, vừa rồi mọi người thấy không? Thấy cái vết cắt đâu? Đây này. Đó, vết cắt này. Đó. Quýt này là quýt sạch 100% nha. Đây. Vừa rồi họ cũng cắt sơ sơ đây nè. Đó. Wow, những cái quả quýt. Wow, mọi người thấy không? Tuyệt vời luôn á. Nhìn bên hình á, trong hình thì đẹp mà nếu mà mọi người ra bên ngoài đây nữa thì càng thấy nó đẹp hơn nữa. Một vườn luôn nha mọi người. Đó. Một vườn luôn nha. Đó, một vườn luôn. Để Adam đi lại những cái quay cây nào sai sai nhất cho mọi người xem. Quýt này á thì người ta được gọi là quýt lai vung, quýt hồng lai vung nha mọi người. Giống gốc của nó là quýt hồng. Nó chín vào Tết nha. Đây là nó còn chưa thực sự chín lắm đâu. Khi là chín nó còn màu, nó còn hồng đẹp hơn nữa. Nên người ta hay gọi là quýt hồng nha. Đây này. Wow, cái cây này quả cực kỳ sai luôn này. Mọi người thấy không? Đó, cây quýt dễ thương quá. Mọi người cứ search trên mạng. Trên mạng á, là mọi người search quýt hồng thì mọi người biết là cái phẩm chất của quýt hồng là nó sẽ như thế nào. Đó. Phẩm chất của quýt hồng như nào. Và Adam cảm giác như là cái khu vực này ấy, nó rất thích hợp cho cái cây quýt này. Mà nó đúng Tết luôn, nên người ta hay gọi là quýt Tết. Nhưng về nguồn gốc của nó, về cái của nó là quýt hồng. Mà cái giống này á thì nổi tiếng ở vùng Lai Vung, Lai Vung Đồng Tháp. Wow, cái cây này thôi không biết sang năm nó còn sống nổi hay không mọi người. Đó, sang năm mới còn sống nổi hay không nữa này. Để quá nhiều trái. Sang năm chắc một đi không trở lại. Đó, vườn quýt rất đẹp. Như năm ngoái á, năm ngoái ở đây á thì sỉ ở đây là 30.000 một ký. 30.000 một ký. Đó, một vườn quýt. Đây mọi người, đó, mà vừa có trái mà vừa có lọc này. Trái như này là vẫn chưa đâu nha mọi người. Trái này ăn nó chua lắm. Quýt này nếu như mà ăn nó chua lắm. À, nhưng mà đến lúc Tết á, Tết thì tuyệt vời luôn, thực sự nói. Không phải khen đâu, không phải là gọi là của nhà là khen hay là gọi là giống như là mẹ hát con khen hay là khen để bán đất đâu mọi người.
thực sự rất đẹp, rất 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 ngon. Adam năm nào, những năm vừa rồi Adam cũng gửi một thùng quýt về cho nội, cho nội đấy. Không biết là họ bỏ, họ bỏ phân này, phân gì đây, chắc phân phân cá quá. Này này, có gì phân gì đây, này là phân đấy, để họ tưới vào gốc với mọi người. Đó, một vườn quýt đây này, có một quả rụng ở đây mẹ này mọi người này. Đó, nhưng mà thôi Adam không dám ăn đâu, ăn này sợ là họ cứ tưởng, họ nghĩ là mình vặt ở trên trên cây nữa thì thôi khổ lắm. Wow, cái cây này đã quá mọi người thấy không, cây này tuyệt vời luôn này. Wow, cây này thì cũng khoảng được 20 kg, ít nhất cũng cây này khoảng 20 kg, không ít đâu. Vì mọi người cứ tưởng tượng là một quả này ít nhất là nó phải 2 lạng rồi, 2 lạng, 2 lạng, 2 lạng rưỡi, 3 lạng, thì từng đây thì phải 20 kg, mười mấy 20 kg trong đó. Wow, như cây này này, nó cây này nhìn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ít nhất là cái cây này thì cũng phải được như mọi người biết là một cái xô sơn ấy, xô sơn, xô rồi mà sơn xong rồi người ta lấy xong rồi khi sơn xong người ta đem về người ta dùng á, giống như cái xô sơn thì một đầy cái xô sơn ấy thường thường là khoảng 12 kg, 13 kg, 12 kg. Thì như cái này thì mọi người tưởng tượng coi, nó phải được một xô rưỡi sơn đấy, gần 2 xô sơn. Thì là bao nhiêu? Là nó phải nằm từ hơn 20 kg. Thì mình tính bèo nhất là 20 kg đi, là có nha. Mà cây nó còn nhỏ quá, để quả nhiều quá. Đất đây thì đất đây họ đang trồng là đất, đất đen đó mọi người, đen bên cạnh suối, đất đen. Đất đây cũng rất là hợp, một cái chất đất mà rất là hợp với cam quýt, rất hợp cam quýt. Còn bên đây, để coi bên đây là một cái vườn nhà khác này mọi người. Thôi chúng ta ngắm quýt đủ rồi, chúng ta đi xem coi vườn nhà khác này. Đây mọi người thấy chất đất đen này. Đó, coi vườn nhà khác họ đang trồng cây cây gì đây. Hình như họ trồng mận hay trồng đào gì đây đây. Đây này, trồng cái cây gì mà nó... Cây này Adam lần đầu tiên thấy, nhưng mà Adam nghĩ là cây đào. Đây này, họ trồng cái gì mà nó hoa nở trắng trắng này, giống cây đào quá. Đào chắc để sau này họ ghép mận hay sao á. À đây nè, cái cói quả ấy, mọi người. Đấy. À vậy là cây này cây mận. Cây này cây mận đây mọi người, họ trồng mận. Cây này cây mận này mọi người này. Wow, đây nè, quả này. Nè, nhìn hoa thì không biết, nhưng mà nhìn quả thì Adam có thể đoán được đây là cây mận. Ờ, hoa của cây mận cũng đẹp ghê mọi người này. Mọi người thấy không? Hoa cũng dễ thương ghê luôn đấy này. Đó. Ở đây mai mốt nó sẽ có một cái vườn mận ở đây, tuyệt vời. Cà phê Catimon Arabica, mấy con gà. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Wow, vườn mận đẹp quá, dễ thương quá. Adam phải dừng cái video ở đây để làm một vài bộ ảnh kỷ niệm với mấy cái bông hoa mận này thôi. Thôi ok, xin chào mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Video lần sau là Adam sẽ giới thiệu cái rẫy bên kia kìa. Đó, cái rẫy bên sau bụi chuối đấy. Sau cái qua con suối này là cái rẫy của Adam, và Adam video sau Adam sẽ giới thiệu cho mọi người cái rẫy bên đấy. Đấy là rẫy của Adam. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.